Thưa quý vị, Hà Nội vừa công bố bệnh nhân 348 ở quận Bắc Từ Liêm dương tính trở lại sau 15 ngày xuất viện. Quảng Nam ghi nhận ca bệnh 564 tái dương tính sau 4 ngày khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận các ca 368, 397 và 1007 tái dương tính. Trong giai đoạn trước đó, thì Việt Nam cũng từng ghi nhận hơn 20 ca tái dương tính với SARS-CoV-2. Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp tái dương tính trở lại sau vài ngày, thậm chí là sau 1 tháng rưỡi xuất viện. Vậy các ca này có lây bệnh cho cộng đồng hay không? Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, việc xuất hiện các ca bệnh COVID-19 tái dương tính không phải là vấn đề mới. Nhiều nước trên thế giới cũng ghi nhận rất nhiều, do vậy người dân không nên quá lo lắng. Hầu hết những trường hợp tái dương tính không có dấu hiệu lâm sàng, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tại Việt Nam, khi nuôi cấy lại virus từ những ca tái dương tính, virus không phát triển, xét nghiệm F1 cũng không ai bị nhiễm. Qua theo dõi đến nay, những ca tái dương tính đều không lây nhiễm cho cộng đồng. Theo giáo sư Kính, xét nghiệm real-time RT-PCR có độ nhạy lên tới 98%, nhưng chỉ là xét nghiệm mật mã di truyền của virus, không phải phát hiện toàn virus. Do đó, nhiều khả năng các trường hợp xét nghiệm tái dương tính chỉ là các phần mảnh ARN của virus, tức là SARS virus.